gần 200 thanh niên tham gia lao động giúp dân ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập tiểu đoàn Tây Đô. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang? Vấn đề trong tuần ngày hôm nay đề cập đến nội dung này. Ba mươi sáu trong tổng số gần 150 tác phẩm dự thi giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 đạt giải có sự đầu tư tầm khái quát lớn, khẳng định sự trưởng thành của những cây bút trẻ. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thứ bảy ngày 17 tháng 6 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, việc quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, Nhà nước. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng trong cả nước với tổng kinh phí là gần 395 tỷ đồng. Theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức quà 400.000 đồng dành tặng cho mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên. Mức quà 200.000 đồng dành tặng cho thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống, đại diện thân nhân, gia đình thờ cúng liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống. Thưa quý vị, như đã đề cập trong chương trình thời sự gần đây, bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 6, các hoạt động về nguồn thăm lại chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày thành lập tiểu đoàn Tây Đô và 15 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô đã được diễn ra. Nhiều hoạt động đã được tổ chức, góp phần cùng với xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm nay, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất lửa. Từ sáng sớm, gần 200 đoàn viên thanh niên của 4 cơ quan là Công an tỉnh Hậu Giang, tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và huyện Phụng Hiệp ra quân phát quang trồng hoa trên tuyến đường 927 thuộc địa phận xã Phương Bình với chiều dài gần 4 cây số. Bản thân rất là thấy là vinh dự để về làm những công việc góp phần của mình một phần nhỏ vào xây dựng cái địa phương cũng như là tạo thêm được cái tình cảm gắn bó giữa quân và dân. Tụi em về đây để góp phần sức nhỏ của mình vào thực hiện cái công trình góp phần xây dựng nông thôn mới, cũng ghi nhớ về cái chiến tích của ông cha ta ngày xưa và giúp các bạn hiểu hơn về truyền thống quê hương xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Ngoài chuyện lao động giúp dân, các thanh niên còn được nghe Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tây Đô kể về những chiến công của tiểu đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và tấm lòng của người dân xã Phương Bình, nơi tiểu đoàn Tây Đô được thành lập. Giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên thì ôn lại cái truyền thống hào hùng của dân tộc, đặc biệt là truyền thống của lực lượng tiểu đoàn Tây Đô. Qua đó để mỗi cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên thì sẽ có cái hướng phấn đấu rèn luyện và trưởng thành hơn trong cái thời gian tới. Đợt ra quân lần này kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 với nhiều hoạt động như thăm gia đình chính sách, khám cấp phát thuốc cho gia đình chính sách, người nghèo, tạo sinh khí vui tươi trong những ngày kỷ niệm 53 năm thành lập tiểu đoàn Tây Đô. Tiếp tục hoàn tất công tác chuyển mã dùng điện thoại, từ 0 giờ ngày hôm nay 17 tháng 6, 23 tỉnh, thành phố nữa trong cả nước đã chuyển sang mã dùng điện thoại cố định mới. Đây là đợt chuyển đổi mã dùng số điện thoại cố định giai đoạn 3 được thực hiện theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, giai đoạn 1 đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 2, giai đoạn 2 từ ngày 15 tháng 4. Mã dùng của 23 tỉnh, thành phố được chuyển đổi lần này gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh và Đồng Tháp. Riêng 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang giữ nguyên do có số mã dùng cũ và mới trùng nhau. Thời gian bắt đầu chuyển đổi mã dùng và quay số là 0 giờ ngày 17 tháng 6 đến 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 7 tới.
Sau đó, từ ngày 17 tháng 7, mã dùng điện thoại mới sẽ được dùng thay thế hoàn toàn cho mã dùng cũ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư là một lĩnh vực quan trọng trong để mỗi địa phương đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội. Hậu Giang là một tỉnh còn khó khăn nên trong việc thu hút đầu tư được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi theo quy định. Tuy nhiên, để doanh nghiệp an tâm đến đầu tư bén rễ với Hậu Giang, tỉnh phải có những cách làm sáng tạo, linh hoạt để các doanh nghiệp an ninh làm ra. Trong tiết mục Vấn đề trong tuần ngày hôm nay, chị Quỳnh Loan sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin mới nhất về tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xin mời chị. Dân. Kính chào quý khán giả, sau đây sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được về tình hình thu hút đầu tư của tỉnh. Tính đến cuối tháng 5 năm nay, tình hình thu hút đầu tư vào Hậu Giang tiếp tục có những tín hiệu khả quan, với trên 250 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn trên 1.300 tỷ đồng, tăng 20 doanh nghiệp và 680 tỷ so với cùng kỳ. Tỉnh có 6 khu cụm công nghiệp tập trung với diện tích là 1.270 ha, trong đó có 43 nhà đầu tư đang thực hiện 47 dự án, tổng vốn thu hút trên 67.000 tỷ đồng và trên 760 triệu đô la Mỹ. Khu công nghiệp Sông Hậu và cụm công nghiệp Phú Hữu A giai đoạn 1 đã lắp đầy 100%. Các khu cụm còn lại đạt tỷ lệ khoảng là 50%. Số liệu trên cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm về với Hậu Giang, trong đó có không ít doanh nghiệp ăn nên làm ra, mở rộng sản xuất. Mời quý khán giả cùng xem ghi nhận sau. Công ty xi măng Cần Thơ Hậu Giang đi vào hoạt động từ năm 2015. Công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 500.000 tấn xi măng một năm. Dự kiến đến cuối năm nay, doanh nghiệp sẽ tiến hành nâng công suất lên 1 triệu tấn một năm. Ông Trần Kỳ Siết, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, ưu thế lớn nhất của khu cụm công nghiệp ở Hậu Giang là hạ tầng khá hoàn chỉnh, giao thông thủy bộ thuận tiện, lao động dồi dào nên chi phí sản xuất thấp hơn nơi khác. Cảng Vinalay Hậu Giang thì nó có lợi thế về mặt địa lý, là cự ly nó gần hơn cái cảng, cái khu hiện tại đang bốc á. À, bằng nửa cự ly vận chuyển, chính chỗ đó là cái phần mà khấu hao xe cộ này nọ rồi nó đỡ tốn cho công ty nhiều lắm, tính hiệu quả gấp 2 lần. Còn đây là một số sản phẩm tiêu biểu trong tổng số 500 chủng loại thuốc thú y và chế phẩm sinh học được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimedim sản xuất. Sản phẩm của công ty hiện đã có mặt tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy mới đưa vào hoạt động 3 phân xưởng vào năm 2014, nhưng đến nay, mỗi tháng, doanh nghiệp này xuất đi đều đặn trên dưới 200 tấn thuốc thú y, do đó luôn giữ mức tăng trưởng ổn định từ 10 đến 15% một năm. Hiện công ty đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 thêm 3 phân xưởng nữa và bắt đầu hoạt động vào đầu năm sau, nâng tổng số phân xưởng sản xuất lên thành 6 xưởng, tăng gấp đôi công suất. Theo ông Lưu Phước Hậu, giám đốc công ty, ngoài nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân, thì không thể không kể đến vai trò hỗ trợ đắc lực của tỉnh trong sự phát triển chung của doanh nghiệp. Từ cái khi mà quá trình mà đầu tư xây dựng, thì ở ban quản lý của các khu công nghiệp Hậu Giang thì đã cũng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều để hỗ trợ trong những vấn đề về chẳng hạn như là những thủ tục trong cái thi công xây dựng, những thủ tục hành chính v.v. Và khi nhà máy đi vào hoạt động thì dĩ nhiên nó cũng ban đầu nó cũng phát sinh nhiều cái khó khăn, và lãnh đạo tỉnh cũng đã thường xuyên đến thăm và tổ chức những cái cuộc trao đổi với doanh nghiệp, và chúng tôi cũng có đề xuất những cái vấn đề còn hơi vướng mắc trong cái quá trình hoạt động của mình thì lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và giải quyết. Phải nói rằng là chúng tôi thực sự hài lòng. Trên đây là hai trong nhiều doanh nghiệp đang ăn nên làm ra tại Hậu Giang. Các doanh nghiệp lớn của tỉnh đang mở rộng sản xuất. Hiện nay, ngoài cảng Cái Cui thì tập đoàn Vinalay vừa khánh thành cảng biển quốc tế trọng tải 20.000 tấn. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa mà còn tiết giảm nhiều chi phí. Song song đó, tỉnh đang dự kiến xây dựng trung tâm dịch vụ Logistics sẽ tạo hạ tầng tương đối hoàn chỉnh phục vụ sản xuất công nghiệp. Chính vì vậy, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng của tỉnh. Trên cơ sở đó, chúng tôi còn ghi nhận một số ý kiến đóng góp như sau. Nói chung là vài năm gần đây thì những cái động tác gọi là hỗ trợ từ phía của chính quyền là cũng tương đối là anh thấy là cũng nhiều, như là cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển là cũng có cái sự cố gắng, nhưng mà nói chung là nó cũng còn nhiều hạn chế,
là về sắp tới thì cũng nên là coi như là có cái gì đó gọi là thực tế hơn. Ví dụ như có những cái kênh nào đó gọi là thảo luận hay là giao lưu với những cái khách hàng để coi như là có thể tìm được những cái mối mới hay chẳng hạn. Ở đây khu công nghiệp hiện nay đang, theo chúng tôi nhận thấy đang phát triển rất là nhiều. Lực lượng công nhân, cán bộ công viên hoạt động thường xuyên ở đây rất là đông. Cho nên cũng rất cần những cái nhu cầu về viễn thông, về bưu điện, về ngân hàng dân gian. Thì đây là điều kiện có thể hỗ trợ tích cực cho cái hoạt động của công ty cũng như là những cái yêu cầu đơn giản nhất trong cho cán bộ công viên. Tôi mong muốn một điều là làm sao tạo điều kiện cho khi chúng tôi đến một địa phương nào đó để trình bày muốn hội thảo tuyển dụng hay hội thảo giới thiệu quyền lợi đến cho bà con mình thì được địa phương đó hỗ trợ một cách đó là nhiệt tình hơn. Qua đây chúng ta có thể thấy ngoài áp dụng những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư theo quy định thì sự quan tâm cởi mở của lãnh đạo tỉnh cũng xem xét tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng là điểm cộng quý giá góp phần thu hút đầu tư. Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đã yêu cầu các sở ngành có liên quan thì phải tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp mỗi tháng 2 lần. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với doanh nghiệp. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin mời chị Ngọc Mai và chị Kim Hường tiếp tục chương trình. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay có các nội dung: 36 trong tổng số gần 150 tác phẩm dự thi giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 đạt giải, có sự đầu tư tầm khái quát lớn, khẳng định sự trưởng thành của những cây bút trẻ. Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trị sâu bệnh trên lúa dẫn đến lần thuốc và gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là các hoạt động tại các địa phương do phóng viên Đài Truyền thanh thực hiện. Để đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Châu Thành thành lập 3 đoàn kiểm tra tại 9 xã thị trấn. Qua đánh giá, hầu hết các địa phương đều thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Riêng tại xã Đông Phú vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp như kết nạp đảng viên mới trên 18%, các chỉ tiêu khác đạt từ 40 đến 53%. Do đó, Huyện ủy lưu ý đảng bộ xã cần rà soát các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp, tập trung thực hiện và có phân công nhiệm vụ rõ ràng. Qua kiểm tra tại các xã thị trấn ở huyện Dị Thủy, khó khăn hiện nay là công tác thu ngân sách chưa có xã thị trấn nào đạt 50%, các thiết chế văn hóa và cảnh quan môi trường xuống cấp, vận động người dân mua bảo hiểm y tế chưa đạt yêu cầu, nhất là ở các xã nông thôn mới. Trên cơ sở đó, lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương cần rà soát lại các chỉ tiêu trên có những giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo tốt sản xuất lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống người dân. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6, 127 cán bộ đảng viên các chi bộ đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố Vị Thanh tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức thuộc đối tượng 5. Tham gia lớp học, các cán bộ đảng viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, một số vấn đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ban dân vận huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ phối hợp với khối dân xã Xà Phiên vừa ra mắt tổ đoàn kết ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng nhau phát triển kinh tế gia đình tại ấp 5 xã Xà Phiên. Phương thức hoạt động là hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, phổ biến và trao đổi về chính sách, chương trình giảm nghèo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo điều kiện cho thành viên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Thưa quý vị, kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2017. Vào chiều hôm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức tọa đàm nghiệp vụ vinh danh các tác giả đạt giải trong cuộc thi liên quan nghiệp vụ phát thanh và truyền hình Cụm Nam Sông Hậu năm 2017 với chủ đề Phát hiện và khai thác các đề tài tác phẩm báo chí, một quá trình cảm hứng và trăn trở. Đây là dịp để các hội viên thuộc Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, kỹ năng sáng tạo để tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò định hướng dư luận, phản biện xã hội.
chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tọa đàm, ông Trần Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh, đề tài của một tác phẩm báo chí chính là tất cả những gì có từ cuộc sống. Nếu phát hiện được đề tài tốt dựa vào năng lực, thì việc xử lý đề tài phụ thuộc vào tài năng của mỗi phóng viên. Bên cạnh những gợi ý, định hướng chỉ đạo tạo nguồn đề tài, thì người phóng viên phải tự nỗ lực phấn đấu với ba nền tảng. Đó là phải có kiến thức chính trị, nhạy bén chính trị, có kiến thức chuyên ngành và kiến thức xã hội. Điều này đòi hỏi mỗi nhà báo phải không ngừng tự rèn luyện, tự học hỏi, tìm hiểu, trau dồi kiến thức để sáng tạo ra nhiều tác phẩm báo chí hay, có chất lượng cao, góp phần xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang trở thành kênh thông tin chính luận, đặc sắc về nông nghiệp và là kênh giải trí bổ ích cho khán giả trong tỉnh nói riêng và ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Những cái đề tài rất là bình thường, nếu các anh chị gắn vào đó cho nó một linh hồn thì nó sẽ mang lại một cái giá trị cho cuộc sống và cho những người coi. Và mỗi một khi mà chúng ta viết, chúng ta làm một tác phẩm thì chúng ta đừng tự bó buộc mình. Đừng tự bó buộc mình vào trong khuôn khổ của một tỉnh, của một huyện thì các chị đã tự giải thoát mình. Và các chị vô hình dung, các chị đã nâng được cái giá trị của tác phẩm các chị lên một bậc. Và rất nhiều bậc nữa không vậy. Đó. Và đối với một người lãnh đạo thì đề tài, cái hệ thống đề tài rất là quan trọng đối với một cơ quan báo chí, như cái lời dẫn của chị Nhã hồi nãy nói đó, rất là quan trọng. Bởi vì nó là linh hồn, nó là linh hồn, nó là bộ mặt, nó là bộ mặt, nó là con đường phát triển của một cơ quan báo chí. Và khi mà người ta tiếp xúc với tác phẩm của mình, người ta coi xong, người ta có ý kiến, người ta có suy nghĩ, người ta muốn nói cho mình biết những cái suy nghĩ đó, ý kiến đó, thì mình phải tạo ra một cái kênh ngược lại để người ta bày tỏ những cái suy nghĩ chính kiến của người ta, để mình tự mình cân chỉnh và sửa chữa. Thì đó là một cái chuyện mà chúng ta đã cố gắng làm. Dịp này, 9 tác phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang đạt giải trong cuộc thi liên quan nghiệp vụ phát thanh và truyền hình cụm Nam Sông Hậu năm 2017 tại Sóc Trăng vừa qua đã được vinh danh, gồm 4 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích và 1 giải dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Nâng cao nghiệp vụ báo chí là nhiệm vụ thường xuyên đặt ra cho những người làm báo. Bởi trong hoàn cảnh nào, người làm báo cũng cần phải xác định viết cho ai, viết cái gì và viết như thế nào. Điều này đã được những phóng viên, biên tập viên thể hiện xuất sắc qua từng tác phẩm dự thi giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ 13. Theo đánh giá chung của ban giám khảo, thì các tác phẩm báo chí năm nay, ngoài bám sát những vấn đề của cuộc sống, thì còn cho thấy sự trưởng thành về mặt nghiệp vụ của những cây bút trẻ. Qua đó khuyến khích, động viên những người làm báo tiếp tục phát huy tay nghề ở chặng đường phía trước. Sự song sáo, nhiệt huyết, đầy trách nhiệm của các nhà báo đều thể hiện rất rõ trên từng con chữ, hình ảnh. Gần 150 tác phẩm hội tụ trong giải báo chí tỉnh Hậu Giang năm nay cho thấy sự lao động vất vả và cái tình của người làm báo dành cho vùng đất này. Ở đó có sự trăn trở khi nhiều địa phương vướng tiêu chí hộ nghèo. Đầy suy tư khi việc đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với nguy cơ tan rã. Đó là sự cảm thông đối với những phận người treo leo trên những thân dừa, đồng đưa cùng gánh nặng mưu sinh. Và trên những thước phim là nước xem mắt đồng cảm nghị lực với tâm hồn trẻ thơ không phụ ớt nụ cười cũng không còn tươi. Giọng văn có lúc đầy dứt khoát, có tính chiến đấu trước sự lãng phí những thiết bị y tế. Bất cập trong cánh đồng lớn, lỏng lẻo trước những hợp đồng bao tiêu. Nhưng có khi nhẹ nhàng, đầy sự cảm phục trước những nông dân dũng cảm đi qua mùa hạn mặn trên chính đôi tay và khối óc sáng tạo. Có lẽ sự khó khăn mạnh dạn đi tìm vàng trong nước ngọt. Còn gì vui hơn khi những tài năng nhí tỏa sáng ngay trên chính mảnh ruộng quê nhà. Tất cả được phản ánh một cách sống động, thể hiện sự trưởng thành trong nghề của những cây bút trẻ. Và các ông chỉ mô tả gì đó, chúng ta mô tả gì đó với một tinh thần trách nhiệm đầy đủ. Chữ nghĩa có khi cũng mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng mà cái tinh thần thì rất là xây dựng. Cái đó có lẽ là cái quý mà không phải là ở đâu cũng có, mà dễ nào cũng có được.
người ta thường hay tìm kiếm những cái giải bởi những câu chuyện nó rất rối, những câu chuyện thì nó nổi bật. Còn chúng ta thì với tôi thì tôi không còn thấy các chị có cái những cái dấu hiệu như vậy, mà các chị phản ánh cái cuộc sống của mình một cách bình thường. Cái gì đáng nói thì nói, nó phải có trách nhiệm. Cái gì đáng phê phán, cái gì chúng ta bùi buồn, cái gì chúng ta hân hoan thì chúng ta đều có thể nói nó một cách chân tình. Theo đánh giá của ban giám khảo, 59 tác phẩm báo in của tác giả trong tỉnh, trung ương và cả những nhà báo không chuyên đều thể hiện sự chắc tay trong cách thể hiện. Ở lĩnh vực phát thanh truyền hình, tuy tác phẩm tham gia năm nay có ít so với mọi năm, chỉ khoảng 50 tác phẩm, nhưng ban giám khảo đánh giá là đề tài khai thác tốt, có tầm khái quát, không chỉ trong tỉnh mà còn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mang tính chiến đấu cao, đội ngũ phóng viên trẻ nhưng vẫn bắt kịp xu hướng. 2016-2017. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự nỗ lực của Đài Hậu Giang trong suốt thời gian vừa qua. Và tôi thấy là cái sự tiến bộ, hôm vừa rồi chẳng phải tôi đâu mà các cá nhân, các anh ở Đài Phát Thanh Truyền hình rồi cả các ban giám khảo ở Nam Sông Hậu cũng phải thừa nhận rằng là Đài Hậu Giang có sự tiến bộ gọi là vượt bậc so với mặt bằng chung của các đài phát thanh truyền hình ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Đấy, cái này cũng rất mừng là đây là cái sự thay đổi rất là lớn, đặc biệt là anh Dũng đã có một cái quan niệm rất đúng trong cái điều kiện mà chúng ta đang bị cạnh tranh gay gắt bởi mạng xã hội. Đấy, thì rõ ràng là chúng ta đã chọn cái hướng đầu tư về nội dung là chính xác. Đấy, thì qua riêng cái phát thanh lần này, tuy rằng có tác phẩm có ít mà nó thể hiện cái sự chắc lọc và đặc biệt cái sự đầu tư rất là trọng tâm và trọng điểm về mặt nội dung. Mặc dù có nhiều bước tiến đáng kể, nhưng qua cuộc thi này, ban giám khảo mong muốn các phóng sự có sự chắc lọc thông tin để làm bật chủ đề. Các chương trình chính luận còn thiếu những phóng sự nhiều kỳ và bình luận. Trong phát thanh, cần trau dồi thêm về giọng đọc phù hợp với từng chương trình, tạo ấn tượng cho người nghe từ những câu nói đầu tiên. Đặc biệt là ở thể loại ảnh báo chí còn khá đơn điệu và chưa có nhiều ý tưởng. Vậy nên, ban giám khảo đã có những góp ý để phóng viên bám chặt đề tài mình đã chọn để tác phẩm sống với thời cuộc. Cái còn lại của truyền hình đó, theo tôi là gì? Là cái sự chất lọc, cái dung lượng thông tin báo chí tốt rồi, đề tài của báo chí tốt rồi, kết cấu báo chí tốt rồi. Nhưng mà những cái đó phải được chất lọc lại. Hay như nó giãn rộng ra, thì chúng ta làm nó chất lọc lại. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái bài báo mà nó gọi là có chất lượng ấy, thì nó có mấy cái điểm như thế này. Thứ nhất đó, là cái đề tài, cái nội dung thì nó phải bảo đảm cái tính là chân thật, và nó có trong đó có những cái thông tin mới, rồi nó đáp ứng được cái yêu cầu đó là hiểu biết của cái học giả, của nó là người xem. Đặc biệt đó thì cái hiệu quả xã hội của cái bài báo thì nó phải mang lại một cái hiệu quả tốt trong xã hội, rồi nghĩa là nó cũng mang lại cái bổ ích đó là cho người xem, cái người đọc. Cuối cùng tôi muốn nói qua cái phóng sự này là cái gì, qua cái này cái gì, người ta phải hiểu. Thế là bắt đầu là cái người nghe người ta hiểu là à, cái thông điệp cuối cùng mà nhà báo muốn hướng đến cho người ta cái gì? Cái gì rõ ràng, cái đó là cái sợi chỉ xuyên suốt và nó chạy thì tất cả những cái khác nó sẽ chạy, nó sẽ bám theo cái sự cái mục đích đó. Nó là cái gì? Qua 13 năm tổ chức, Giải báo chí tỉnh Hậu Giang đã chứng minh đây là sân chơi đầy quyến rũ đối với những nhà báo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là nơi họ trao gửi những tình cảm yêu thương của mình vào từng trang viết. Ban giám khảo đã chọn ra 36 tác phẩm để trao giải. Đó là những phần thưởng xứng đáng để đội ngũ làm báo nâng cao trình độ nghiệp vụ và tự thấy có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình. Các tác phẩm báo chí đạt giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 sẽ được vinh danh trao giải vào thứ Tư ngày 21 tháng 6, đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết luôn diễn biến thất thường khiến cho nhiều diện tích lúa hè thu và thu đông trong tỉnh bị nhiễm các loại bệnh. Điều này làm cho chi phí sản xuất trong một vụ lúa của nông dân tăng lên đáng kể. Đáng chú ý hơn là nhiều loại bệnh có dấu hiệu bị kháng thuốc. Những ngày qua, mưa dầm liên tục,
rồi nắng gắt trở lại, làm cho gần 10.000 hecta lúa hè thu và thu đông trong tỉnh bị nhiễm các loại sâu bệnh. Trong đó, đáng chú ý là bệnh đạo ôn, rầy nâu và sâu cuốn lá. Các bệnh đạo ôn bộc phát quá nhanh, bà con trở tay không kịp thì nó bị quá nặng. Thì chắc khoảng cỡ là 70-80% rồi chứ không còn gì nữa đâu. Bệnh cỡ đó thì không biết lấy tiền lúa giống là được không nữa. Vì sâu cuốn lá xuất hiện trên ruộng rất là nhiều. Mà nói chung là như là mấy vụ gần đây luôn cũng thiệt hại nhiều lắm. Phun thuốc đôi khi có người phun 3-4 lượt mà không hết, vẫn không hết. Cái cuối cùng tới lúa chín chỉ còn lại cái bông thôi. Do lo lắng nên khi thấy sâu bệnh là nông dân cứ đi mua thuốc về xịt. Điều này đã gây ra hiện tượng kháng thuốc và tốn chi phí rất nhiều trong một vụ. Lúa chú vào khoảng 60 ngày rồi chú xịt khoảng 5 lần. Tốn đồ khoảng mỗi chi phí mỗi một công chắc cũng khoảng 500 ngàn. Thuốc bệnh với thuốc sâu, phân thì không tính. Trước vấn đề đặt ra, làm thế nào để giảm tần suất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn đảm bảo năng suất lúa và môi trường sống? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình trực tiếp tọa đàm nông nghiệp vào lúc 14 giờ ngày mai 18 tháng 6 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Kính mời quý vị đón theo dõi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Truyền hình Hậu Giang. Mến chào và hẹn gặp lại.